Xin chào quý vị các bạn. Những chiếc âm ly Đà Đông luôn là những chiếc âm ly được đông đảo anh em chơi đón nhận vì nó có một cái chất lượng âm thanh khá tốt ở trong tầm tiền. Hiện tại thì những chiếc âm ly Đà Đông mặt vàng như trước mặt chúng ta đây là những chiếc âm ly Đà Đông thế hệ mới được tích hợp cái công nghệ là Ultra High Current Mode, cái chạy xó MOSFET cho chất lượng âm thanh nó mềm mại hơn những cái dòng mặt đen đời trước như các dòng 780 hay 880, 890 về trở về trước. Thì những chiếc âm ly Đà Đông mặt vàng 2000 thế hệ sau này chất âm cải thiện rõ rệt, đặc biệt có sự nhuyễn hơn, mềm hơn và độ chi tiết tốt hơn rất nhiều so với những chiếc âm ly Đà Đông đời cổ. Anh em vẫn hay cho rằng chất âm cứng và không có sự mềm mại cũng như là không nhạc tính thấp, thì những chiếc âm ly Đà Đông thế hệ sau này đã được cải tiến rõ ràng, nhưng mức giá của nó lại rất ổn áp và ổn định ở trong tầm tiền, không bị đẩy lên quá cao, bởi vì đây là trong những chiếc âm ly thế hệ mới, nguồn hàng trên thị trường còn rất dồi dào và sẵn hàng. Những chiếc âm ly thế hệ cũ bị đội giá cao không phải vì nó hay mà vì giá của nó phụ thuộc vào cái nguồn hàng. Ví dụ như những sản phẩm sản xuất từ những năm 1990 trên thị trường chỉ còn lại 100 máy thì nó sẽ đẩy giá lên, đến khi còn 10 máy thì nó sẽ đẩy lên giá cao hơn nữa. Nhưng những sản phẩm trở về sau này, cái nguồn hàng nó còn rất nhiều trên thị trường và nó đời mới thì còn rất nhiều hàng trên thị trường, cho nên là mức giá nó sẽ giữ ổn định. Chúng ta chơi cũng nên lựa chọn theo cái giá nào cho nó hợp lý và bày biện, nói chung là chơi lành thì chúng ta sẽ lựa chọn. Những chiếc ly Đà Đông 2000 thì luôn là một trong những chiếc ly có độ bền, độ lành và đặc biệt là phối ghép thì có thể trị tốt nhiều các cái dòng loa khác nhau. Âm ly Đà Đông 2000 shop em thường xuyên có hàng và là một trong những chiếc âm ly bán chạy nhất tại shop em, bán rất nhiều luôn. Nếu anh em nào theo dõi có những đợt về mấy chục máy, đợt này có vài máy đẹp xuất sắc về giới thiệu với anh em, vẫn đang có hàng tiếp tục về thêm, đợt này cũng về được khoảng hơn 20 máy Đà Đông. Hiện tại thì đang có 5 máy trước mặt chúng ta, thì có Đà Đông 2000 giá là 11.500.000, Đà Đông 2035 mã R có điều khiển giá là 16 triệu, anh em lưu ý nhé, có điều khiển giá là 16 triệu, hàng đẹp xuất sắc, tất cả bao zin còn cáu cạnh luôn nguyên bản. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Ba Hùng số điện thoại là 0978 263 263. Những anh em nào chơi những dòng loa đời mới Tannoy, BW hay JBL hay là những cái dòng loa khác thế hệ mới, loa cây cột, muốn tìm chiếc ly hợp lý, giá thành hợp lý thì đây là một trong những cái lựa chọn tốt nhất cho anh em ở phân khúc là dưới 20 triệu mà âm ly chạy bền, lành, ít bệnh và sửa chữa dễ dàng. Đặc biệt hình thức của nó rất tuyệt vời, âm thanh cũng gọi là ổn áp ở trong tầm tiền. Đương nhiên so với những chiếc ly gấp đôi, gấp ba tiền thì không thể so được, bởi vì chúng ta vẫn có câu hay trong tầm tiền, cho nên là mua sắm chúng ta cũng nên lựa chọn những món hàng hợp lý trong tầm tiền. Xin cảm ơn anh em.